chào các bạn và chào mừng các bạn đến với channel của mình là Tuấn Cuồng Chân. Thì hôm nay sẽ là một cái video nói về những cái đồ du lịch biển mà mình hay mang đi nhất. Lưu ý là mình nha, chứ không phải là tất cả mọi người. Ok, let's go. Ok, đây là tất cả những cái món đồ mà mình hay mang, gần như là 100% mình đi biển thì mình sẽ mang đi theo. Mình sẽ nói từng món và mình giải thích lý do vì sao mình mang đi. Đầu tiên là cái này, đó là một cái khăn thôi. Đây là cái khăn và mình thông thường thì mình sẽ có một cái khăn to để mà đi biển. Tại vì như mọi người biết thì đi biển, ví dụ như là mình đi tắm này hoặc là mình đi lặn này, mà mình không có khăn mang theo thì người lên nó hay bị ướt, khi mà mặc áo quần vào thì nó rất là khó chịu. Nên là luôn luôn mình có một cái khăn này đi theo để khi mà lặn biển lên thì mình sẽ lau người khô. Và mình rất là cảm ơn Acer đã tặng mình cái khăn này. Đó, cái khăn nha. Cái món đồ thứ hai gần như là đây, là một cái ba lô chống nước để bỏ những cái vật dụng. Ví dụ như là mình hay chụp hình thì mình hay bỏ flycam, rồi bỏ máy quay phim, rồi bỏ điện thoại này kia vào đây ha. Một cái ba lô này thì cái này là một cái loại dạng ba lô chuyên dụng các bạn. Ví dụ các bạn mà bỏ hết tất cả những cái món đồ mà vào trong này rồi, các bạn gài lại như vậy ha, gài lại này, xong rồi các bạn có thể đeo bên người như vậy, đeo bên người như vậy, và các bạn có thể lội dưới biển sẽ không sợ nước biển là dính vào những cái vật dụng nằm bên trong. Tại vì như các bạn biết thì nước biển thì nếu như mà nó dính vào những cái vật dụng mà về đồ điện tử thì gần như là cái đồ đó hư luôn, bỏ luôn. Nên là mình hay sử dụng cái này. Đây cũng là một cái ba lô tương tự thôi. Thì cái ba lô này là một cái dạng mà ba lô dành cho những cái bạn mà đi biển ha. Thì mình cũng cảm ơn là Acer đã tặng mình cái ba lô này. Nhưng mà cái này thì nó không chuyên dụng bằng cái ba lô kia. Cái vật dụng thứ ba đó là cái này. Thì mình nghĩ ở Việt Nam đa số những mọi người đi biển, mọi người sẽ không mang cái này đi đâu. Tại vì cái mô hình mà đi lặn biển hoặc là đi snorkeling ở biển ở Việt Nam thì nó chưa được, và cái phong trào đó nó chưa được thực sự phát triển, với lại một số người cũng không có khả năng lặn hoặc là không có sở thích đặc biệt. Nhưng mà đối với mình thì những cái chuyến đi mà mình đến cái vùng biển đó và mình biết chắc chỗ đó là có lặn san hô hoặc là lặn biển thì mình sẽ mang cái đồ này theo. Một số tour thì các bạn đi thì người ta sẽ phát cho các bạn, tuy nhiên mình sẽ không biết được là cái tour đó người ta có phát cái đồ này cho mình hay không, nên là mình sẽ mang cái này theo. Cái này khi mà các bạn mang vào chân á thì sẽ tạo cho các bạn cái lực khi mà các bạn vẫy chân á, thì hai cái này nó sẽ vẫy này, thì tạo cho bạn một cái lực và các bạn sẽ lặn sâu hơn và đỡ bị mệt hơn là nếu như các bạn vẫy bằng chân không. Đây là một cái theo thuật ngữ chuyên môn thì như người ta gọi là chân nhái hay sao, một cái cặp chân nhái này á. Cái đồ này thì mình cũng order bên Amazon nên là mình không biết là ở Việt Nam người ta có bán hay không. Món đồ thứ tư đó là đương nhiên kính snorkeling. Gần như là 100% mình đi đâu mình cũng mang theo cái này đi biển nhá. Tại vì mình rất là mê snorkeling, mình rất là mê lặn san hô luôn các bạn. Nên là mình bắt buộc phải mang cái này. Thứ nhất là mình không muốn, nếu như mà trong trường hợp cái tour mà nơi mình tới người ta có cái ống thở này cho mình, nhưng mà mình không thích sử dụng cái ống thở chung với người ta, tại vì cái phần
ngậm miệng này này, thì mình không có thích, mình cảm giác nó không được vệ sinh, nên là mình luôn luôn có một cái riêng cho mình và mình mua cái loại tốt nhất có thể để mà mình đi lặn, tại vì mình rất là mê lặn biển mà, nên là cái đồ của mình thì mình xài và mình cảm giác thoải mái nhất thì mình sẽ lặn được nhiều hơn và biết đâu là sẽ có nhiều hình đẹp hơn. Cái món đồ thứ năm đó là GoPro. Đây là một cái món đồ đặc dụng để các bạn chụp hình và quay phim dưới nước. Thì đa phần gần như 100% mà mình quay phim hoặc là chụp hình dưới nước đều bằng cái GoPro này hết. Các bạn có thể là coi những cái vlog của mình, những cái clip lặn của mình, hoặc là coi những cái hình ảnh mà mình đăng lên trên blog cuồng chân.com của mình đều là chụp bằng GoPro hết. Tại vì đây là một cái thiết bị mà gần như là chuyên dụng để chụp dưới nước, và góc nó rộng và các bạn rất là tiện lợi, đúng không? Chỉ cần một cái nhỏ này và các bạn có thể bỏ vào một cái gậy như vậy thì các bạn có thể chụp, tự chụp cho bản thân được, hoặc là nhờ người khác chụp, chỉ cần bấm phá là nó chụp thôi, không cần phải cân góc nhiều. Nó vừa tiện lợi và nó vừa chống nước, và đặc biệt lên hình rất là đẹp. Thì mình đây là một cái vật dụng mà gần như là cần thiết. Mình không xài điện thoại chụp dưới nước tại vì một phần là tại vì công việc của mình là mình đi chụp hình blog thì này kia, thì mình muốn hình nó chất lượng và mình quay được nhiều video chất lượng, nên là mình phải sử dụng một cái thiết bị chuyên dụng như vậy. Và nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn có thể mua cái này, sử dụng cũng rất là dễ luôn. Và có thời gian mình sẽ làm một cái vlog chỉ cho các bạn, hoặc là hướng dẫn cho các bạn cách chụp hình dưới nước bằng GoPro mà theo cái kinh nghiệm của mình thôi nha, chứ không phải là một cái bài vở chính quy gì hết. Ok. Đó là tất cả những cái món đồ mà mình hay mang đi khi du lịch biển nhất. Đương nhiên nó sẽ có những cái món đồ cơ bản khác như là kem chống nắng này, rồi là kính mát này, hoặc là dép tông này. Những cái món đồ đó rất cơ bản, nhưng mà đây là năm cái món đồ mà mình hay mang đi nhất, và mình nghĩ là ít người có chung cái sở thích như mình, và ít người nghĩ tới cái việc là mang những cái món đồ này đi. Và mình sẽ chia sẻ cái món đồ này lên nếu như các bạn mà có điều kiện, hoặc là nếu như các bạn đam mê về cái bộ môn snorkeling, cái bộ môn lặn, thì đây là những cái gợi ý dành cho các bạn, và hy vọng các bạn là có một cái gì tham khảo cho cái mùa đi du lịch biển sắp tới. Và xin chào, hẹn gặp lại, bye.